ở địa là cụ năm mà đôi đưa ùn đi thăm mà ra nói cụ này tốt lắm đẹp mà nông đưa ngắm mà cảnh đỡ mà du trời ra ùn nói này là đất thành nhà lâm ni là bài gọi năm ớt lên đau nói là xa thạch nhà lâm bảo nhiều vọng ha ca nhà thật là khang chàng đã rời cái này là mòn tạo tha đưa cho cái cảnh đỡ mà đẹp mà tươi ra nên ùn ơi ùn à về đến tận nơi ở đi ở ùn à nhìn à thấy thật là la khang chàng nông dời ở chỗ cờ lát loài mới át lông bên liền cờ là mịt đỡ mà mới lông ra ùn nói ùn à mới mới đến nơi ở đi ở cỏ chi em hà mô ùn à thì đều hãy cũng hãy ớt liêng có cụ tại mèo đợi mận ùn treo liêng trời ra gió ùn ơi chợ con nó nuôi ngã ơi có cụ tại mèo công trời ha ơi ha bên ha cù lá cù chậm mà chung đôi tay đánh nhau nà đều đi lên ra ùn hỏi những ha ùn đã thức nhiều mê ngã em ơi ngã ơi đã cha ùn luôn rồi công hải ha ơi đỡ em cần bước đi lược nọ ơi băng nọ khó khó em thôi đặt nhà em mà ra nói ngỡ nị lá cà đi lên có cần có cội đỡ mà chung quên ra ùn nói ngỡ nị băng cành thiền hỡ nhân hỡ bảo nhiệm kỷ niệm nọ về ở nơi nị đã rời ngã cái nị phóng cành lời ban đôi mình ùn đỡ mà đi trời ra ùn hỏi ùn à mơ ùn à ước định nơi hỡ đi hỡ đợi bạn hà ùn hà đời đều đi ra rời đeo lệnh đỉnh núi gọi năm đưa ngõ thuồng kẻ đang bị tổn ra ùn hò.
ơi. Đôi mình đã đến ngoài năm hai ngày ơi. Đi tiếp mà thôi để ngà nó ra rồi ngà ơi. Ni là cụ bên châu ớt liền là đàm mà gọi năm mới nó ra ủn hỏi ngày quay đi đang cả đi đang nó đi nó nhỏ cả nó năm ớt liền đi ra ủn này cho riêng bầu với hồ cả tròn quay năm ngày này hột mai được lắm ngày hồ đã ùn nói ơ ni á la chàng vòi ơ năm mà đừng mặn hà ùn cơm say khá đi ra giờ anh hà ơi đỡ đi khắp tròn vòi năm thầm đụng ngõ canh nữa mà nơi này ra nền ủn ơi thế em đi bơi quên ơi đụng gật bước ủn thì theo em đại hà đôi đã lên đỉnh núi quay năm đưa đi thuồng kẻ đô lô bên đã dò ủn ơi bên chỗ hãy có rừng keo có đường điện rằm lầm mà phát chàng đưa ma cho dân ra ủn hỏi ơ đi át lại khu sổ cha nô ngài đăng thì ngà hơi liền ha khu á rơi thăm quan đã rời ngà hơi nhưng mà cáo lầm ủn ơi chỉ rưỡi em mẫn ùn đỡ máu treo anh liền ra nói khó khăn vượt nền ơi đỡ lên ngắm cành cây ni thiên nhận đi rồi vì rằng vạch nhá núi treo leo băng nó mà khó em mà có cả em mà đi bác nhá đà treo leo khó khăn em há kêu em há đôi ún họ cũng hay há đi lên đá bò đi suối khó khăn vượt nền điều mà đi xuống nền rồi các ún nào cũng hay chuối phải bị phải bông chỉ rưỡi bỏ răng cây vừa cây trông hay chẳng ra ủn nói mơ nó áo ma trường cỡ nung hôm nay
liền khu năm riêng ổn riêng vư riêng ba la hòn rồi giờ ổn ơi niên ni nghỉ ở nó đưa ngắm cảnh đưa mà bao là hôm giờ nó ơi. Đi chuối nga bì nga bông nga un nó phải nghỉ đỡ mà la chi rải nó ơi. Ôn ơi khế khế rần ra mát lê thuồng đỡ mà cô thần trai nói chẳng lo cái riêng ơi dù sao chẳng nợ cô đôi ngày yêu đôi nền liền còn an ùn ơi nếu mà lệ ùn khổ đời em họ đại nói nếu ùn hát lệ xuống ngã ơi phải mồ lệ đưa má đều đi cũng hay ngã nếu mà uốn át lệ nọ ơi thì em quyết át lệ đỡ mà điêu đi ra nọ ơi thế mình đi đến núi hạ rồi ngã ơi đi tiếp hạ rồi ngắm thêm cung trời ngã cả ni đã đình lưng chừng đưa nghĩ nhọc đưa mà ép đau mà ra dầu ơi thế là ai an ninh nhọc hà đôi mới đi ra rời hà ơi nhớ nỉ rừng thầy rừng mùng ùn tượng đừng có mà quên em họ con hề nó ơi ô nỉ rừng xài đừng hơ mùng ơi ngà ơi chớ bỏ ùn lưng chừng mà thương cũng hay ngà ơi em đi đặt nhà ùn đi con em chẳng có bỏ lưng chừng mà lo rải nó ơi giật hà lê ùn hà thi á đều đi cũng hay hà hơn đôi hà nghĩ nhỏ cả tròn rồi đôi em họ bị họ buông đi xuôi ra ùn nói thế mình cầm mà chạy
cha lê đôi á mê đờ mình đi xuống hà rơi đi trời ra rời hà đôi á đi thuồng đã điện chân cụ rồi đưa đi tiệp đờ mà đi lên đâu nói đi lên cho điện tận đám gọi năm đứa ùn điêu mặt đứa má nhớ lộ ra nói ừ, ni á chân cụ vài năm mà thì mình đi xuống nơi hà nội ni anh buồn hà cô ngỡ ni hà đi ngược liền đô lâu chân cây cụ gọi nắm la hòn ra ùn nói ơn ý có lầm cần là dưa ùn đi lên khùa đừng chưa ngay khâu ra nói ngờ ni có cành tiện nhiên đưa chúng xóm chúng miền chúng quê ra nền ồn ơi mơ chịt lại đợt chạy tròn đứa em mình buồn tròn riêng đôi ra ùn nói chỉ rưỡi yên châu yên ca kiệt diện cùng ôn thân la măng trường rồi nói thế thì mừng chín mừng mưa là ăn cầu ùn nói thân long em ơn ra nền ùn ơi nhìn hơ rộng mưa lơ quen mà thường cũng hay hà hơi hẹn chẳng chỉ sầu chỉ ca hẹn chỉ hào cỡ cửa lì nhà cũng em mà rồi nói nói à lời dư lê lời chờ nhớ con hư bươm đầu rồi lại ba rồi anh ơi nói lời anh dư cậy lời đôi anh mơn ủn
chúng đôi bên nhau rải nói. Thế mến ngã đã đến nơi đi ơi ngã hơi dọn quê ơi xăm hơ xăm xăm hà la mương ai ngã cũng lại ngã thế thế nhân chỉ bằng lòng đời đưa un nguyên la mương đi chơi rải nói có chi anh bồ thực hà long đường cất bước đi về ở nhà đưa xin phép nội ni đôi hẹn đưa ồn nguyện mương đi trời ra gió ồn ơi thế là ai an hẹn ơi đôi xin phép hà thì đi chơi cũng hài hà ơi xin phép chú ít lòng nhà đôi đưa mang về mương đi chơi rải nói xin phép cây mì lòng nhà đưa thôn đưa bạn quê là mương của con ra mì nói xin phép càng bạn ở đi bên nam bên nữ tôi thì đi chơi rải ngày ni đưa cửa cài lon lon cửa còn bước đưa mà đi thả ra gió ồn ơi thế em xin phép rừng hạ ơi ơ đỡ ồn cất bước ồn đi thơi theo em rừng hạ ơi đưa lễ non nọ ơi đưa đôi hạt lục rơi đi ta ra gió nọ ơi thế là đi với ngã ơi ùn hò cất bước ùn đi thơi theo em đại ngã rồi ngã cấm lì thấy ùn nọ ơi đưa cất bước rồi đi xuôi ra ùn nói thế mến đi với ngã ơi đi nọ em hà bộ trận đường chú nọ con hải hà ơi đưa thả cửa nọ ơi ơi là ngã bà đang đi chuối nửa là làng quang nhảm mà ra nọ ơi nhiều quan nhiều hàng bảo nhiều hàng quan thật là khang giang nông giỏi ngỡ nị có quan có hàng ai rằng
nhọt à, bảo hang hôm nọ ra ùn nọ ơi. Thế là hai anh em ơi, đổi mình nghĩ nhọc mình rồi ngắm mà chung đại hà ơi. Xin chào chú quan trọng nhà đưa tôi mua rạc nợ mà con hay ra chủ nó những ùn ha chẳng có bạc có tiền ơi ngà ơi chỉ lộ lá chờ lá phiền ai ngà ya đã dời ngà chẳng lo chẳng lo điều gì nó ơi khi đi ơi dòng bạc dòng phiền chẳng lo cái gì mà phiền mà chuồng nhặt là tay đi với ngã ơi đời đi dùng cặp bà nội nó y hay ra rồi ngỡ nị là thách cha quàng rồi nó đi chuỗi ắt là nửa kể làng của em ra nó thế là đi với ngã ơi đời chân bước điêu rơi đi theo rồi hãy ni đã điện bà lang đưa em bạch ùn bảo nhà của em đã dò ùn ơi để ngà ni bông cành đẹp mà nông em ngà ơi đi tiếp mình rồi ha đi chơi đôi hành ha hơn đưa hà đi tiếp vào nhà đưa hà chào mì lòng nhà ôm nó ra gió ơi thế mẹ ngã đi với ha bảo nhà thăm cửa thăm nhà nhà em đây ơi hùn hụt nhà giá ở nó rồi tha mà đòn màng bảo nhà đi chơi đây nó ơi.